mát thì không làm được, thì nó cố gắng làm thêm, mình cố gắng để nó làm bán không thực tế luôn. Em có dùng thuốc cho chị không? Dạ có. Hình như mình quay video á. Xong hết rồi chị. Cố gắng nha. Trên chiều nay chắc người yếu quá ta. Đứa này nó thái ngày chị sợ che. Mì đem có đến nhiều quá nhiều lắm rồi thì ít lắm rồi. Có đèn, có đèn, bật đèn. Sao ơn quá kệ sẽ hẳn đỏ đen. Phải công tắc cho quái cảm ơn quá. Để xa hả?
Ghê. Ghê thôi chị ơi. Gió đi ngang qua hẳn gió đi ngang. Ngày mới đi làm thầy bói rồi đó. Hôm bữa em quay lại nha. Rồi ra rồi. Sáng mà em đâu giống như. Từ sáng luôn á. Ê tự nhiên đi ngang qua. Hai chị em mình về nhà. Em quay lại lấy đồ. Không, ừ. Đi ngang qua mà đang tát á ha. Ờ. Kệ kệ. Sáng này. Không, mình đừng nói tự nhiên lên. Hôm bệt, hôm tư tát lên chị. Thật mà cứ đi vô. Thôi đi về đi. Sợ. Tự nhiên cả nhà bọn mình về. Điều chỉnh từ xa đó mày. Mặt mày tao thấy mày về mặt mày. Cùng có chuyện mang nữa. Thế nhá, bữa nay nó vào với Hăng hay là vào với Ngô đây ở lại. Đặt camera. Camera xong cái tình ta nói. Đặt camera ta nói mà anh nhìn sáng chạy. Chị. Ai đó đó? Hôm nay là phải hôm nay nhỏ không ta? Nay nhỏ à? Mấy giờ ở đây có nay nhỏ. Nay nhỏ từ là cái nhỏ ở bên kia. Thì chắc nay nhỏ, nay nhỏ. Nó nhỏ chắc nó nhỏ hồi nó ở Cali hồi nó ở bên kia ừ thì bên kia đó à đúng rồi nó nhỏ đó mấy chục đó nè đột nghèo thấy nào ngủ kiểu quay phim ngày ngày nên tan cho phim phúc quay cũng được á hả phúc quay cũng được phúc quay được rồi hả ý là cũng được hồi nãy quay thử cho chị thấy được chung là chứ chạy thấy đó chạy theo kịp á ừ. Chị lo nhanh lắm chị từ từ thay kỳ chứ còn lo cho má cố gắng rồi ra rồi cho cục mũ đã dễ sợ là quay được thôi nhưng mà đứng được một cái thôi chứ ừ, thì ấy là tập bằng là hồi mới đầu em biết đó không biết cách quay á cố gắng nha xong vậy hà chỉ ra chỉ là cứ thả lỏng ra ý là nó rộng thiệt luôn thả lỏng ra nhìn ra ngoài á nhìn ra ngoài lâu 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 nhìn trong đây thôi thế là bắt đầu từ đó là quay được tự nhiên tự quay được luôn cố gắng nha nhìn ra ngoài biết tập trung quá mà đau quá mà chị đỡ đây cái xong trừ lẽ không cần nhìn ra ngoài luôn nhìn vô trong màn hình đi thôi chị như nhận như đang sáng mà nó nhưng mà như thả lỏng cả nhưng mà cũng anh biết là mình phải nghĩ một tương lai xa anh Bi là không thở luôn á anh Bi không thở thì anh Bi đứng vô lắm đứng sườn tua đó anh đứng đứng một tay chị lo thấy anh đó nhà anh Bi quay á cái người quay đó hiền luôn chứ hiền cứ hiền luôn chứ hiền xa chị lo cho nghệ nhân viên á anh đừng chắc cái chị lo cho anh đi ra em không có bạn anh Bi mà qua cho Ly là Ly không nặng được chứ là đơ đơ nè chứ là đứng đứng thằng tua luôn Ly đi nhanh lên chí thì khi kịp đúng chị đi đỡ rồi đó nó quay mà Ly chữa mua rồi tìm cái tay đúng không à,